Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,31%, giao dịch ở mức 2.752 đô la Mỹ trên một ounce sau khi mà đã giảm mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng trở lại, hiện tại giao dịch ở mức 104 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin đảo chiều giảm, hiện tại đứng ở mức 69.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,274% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng mạnh, đứng ở mức 70,6 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Trước khi sụt giảm mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, có thời điểm giá vàng giao ngay đã chạm mức 2.790 đô la Mỹ trên một ounce. Nhìn chung thì cả tháng 10 này, giá vàng đã tăng khoảng 4%, kéo dài chuỗi tháng tăng bắt đầu từ tháng 7. Giá vàng đang tích lũy một chút, tuần tới sẽ có nhiều tin tức tác động đến giá vàng, gồm có cuộc bầu cử ở Mỹ vào ngày thứ ba và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vào ngày thứ tư. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi một số nhà giao dịch tiến hành chốt lời, theo ông David Merger, giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty Harris Future nhận định. Vài ngày trước cuộc bầu cử Mỹ là ngày 5 tháng 11, các cuộc thăm dò dư luận cử tri Mỹ cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang có sự chênh lệch không lớn về tỷ lệ ủng hộ. Điều này báo hiệu một bầu cử gay cấn và khó lường vào ngày thứ ba tuần tới. Về cuộc họp kết thúc vào ngày 7 tháng 11 của Fed, thị trường lãi suất tương lai đã đặt cược khả năng có đến 100% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25%. Đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất tăng lên sau khi báo cáo chỉ số tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE của Mỹ. Bộ Lao động Mỹ cho thấy mức tăng 2,1% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này không nằm ngoài dự báo và cho thấy lạm phát đã về rất sát với mục tiêu 2%. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Theo nhà phân tích Hunter Cornell của công ty StoneX nhận định, các yếu tố nền tảng kích thích nhu cầu vàng gồm căng thẳng địa chính trị và những bất định xung quanh bầu cử Mỹ vẫn còn đó. Bởi vậy, thị trường vẫn đang trong xu hướng mua vào mỗi khi giá giảm. Như vậy, theo giới chuyên gia, đà giảm của giá vàng sẽ không quá sâu khi thị trường vẫn đang trong chế độ mua khi giá giảm. Vàng và đồng đô la Mỹ đang cùng nhau hoạt động như nơi trú ẩn an toàn nên sức mạnh của đồng đô la Mỹ sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến giá vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bột số 9 ghi nhận mức giảm khoảng nửa triệu đồng trong mỗi lượng. Tuy nhiên, đến phiên chiều tối nay, mặt hàng vàng nhẫn có xu hướng hồi phục nhẹ trở lại. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang được niêm yết trên cả 3 thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá là 87,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 89,50 triệu đồng trên lượng, giảm 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này cũng đang được niêm yết ở đa số các hệ thống kinh doanh còn lại. Với tập đoàn Doji, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG đang được mua vào mức 87,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 89,50 triệu đồng trên lượng. Hiện tại chỉ có duy nhất Phú Quý và Mi Hồng, chiều mua vào đang cao hơn các hệ thống kinh doanh còn lại, với Phú Quý mua vào mức 87,80 triệu đồng trên lượng, bán ra thì cũng ở mức 89,50 triệu đồng trên lượng. Mi Hồng mua vào mức 88,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 89,50 triệu đồng trên lượng. Còn đối mặt hàng vàng nhẫn, giá nhẫn bột số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thời điểm đầu giờ chiều nay thì giảm 500.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Nhưng đến thời điểm đầu giờ chiều tối ngày hôm nay thì đảo chiều tăng nhẹ, hiện tại chỉ còn giảm 300.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều. Nhẫn bột số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ được mua vào mức 87,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 88,90 triệu đồng trên lượng. Mức giá này ngang bằng với phiên chiều nay. Với giá nhẫn 3 số 9 tại công ty Mi Hồng đang được mua vào ở mức 88,30 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89 triệu đồng trên lượng, giảm 400.000 đồng trên lượng mua vào, 300.000 đồng trên một lượng bán ra. Nhẫn bột số 9 tại PNG mua vào mức 88 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 89,15 triệu đồng trên lượng, giảm 400.000 đồng trên lượng mua vào, 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Nhẫn tròn bột số 9 Phú Quý giảm 500.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều, mua vào mức 88,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89,30 triệu đồng trên một lượng.
Nhẫn tròn vô số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji mua vào mức 88,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 89,10 triệu đồng trên một lượng. Vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm thì mua vào mức 87,50 triệu đồng trên lượng, nhưng bán ra ở mức 91 triệu đồng trên một lượng. Vàng nhẫn bộ số 9 của hệ thống này thì mua vào mức 86,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 88,60 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, cả giá đô la Mỹ ở các ngân hàng và tự do thì đều tăng nhẹ trở lại. Với giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại mua vào mức 25.084 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.454 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 24 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, 4 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng 30 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều, mua vào mức 25.690 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.790 đồng trên 1 đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000, giảm 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng có mức giá tương tự như SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 8.780.000, bán ra 8.950.000, cũng giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8.880.000, bán ra 8.950.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000, cùng giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì cũng điều chỉnh giảm nửa triệu đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán, hay là giảm 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC miền Bắc Hạ Long Hải Phòng mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. SJC miền Trung Huế Quảng Ngãi mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. SJC Nha Trang Biên Hòa mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. SJC miền Tây Bạc Liêu Long Xuyên Phan Rang Cà Mau mua vào 8.750.000, bán ra 8.950.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 8.740.000, bán ra 8.890.000. Vàng 4 số 9 mua vào 8.730.000, bán ra 8.870.000. Vàng 24K mua vào 8.582,2 nghìn, bán ra 8.782,2 nghìn. Vàng 18K mua vào 6.418,2 nghìn, bán ra 6.668,2 nghìn. Vàng 16K mua vào 5.797,2 nghìn, bán ra 6.047,2 nghìn. Vàng 14,6K mua vào 5.176,2 nghìn, bán ra 5.426,2 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.936,7 nghìn, bán ra 5.186,7 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.464,2 nghìn, bán ra 3.714,2 nghìn. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.